Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ Bảy. Theo Ukraine, Nga đã gia tăng các vụ phóng tên lửa vào thủ đô Kiev, thành phố lớn Kharkov và thành phố chiến lược Kherson. Hãng tin CNN đưa tin, thủ đô Kiev của Ukraine tiếp tục bị nã tên lửa trong ngày 1 tháng 3 sau khi Nga cảnh báo về các cuộc tấn công chính xác cao và yêu cầu người dân Ukraine sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, người dân ở Kiev có thể rời đi thông qua tuyến đường cao tốc Kiev-Vasikov an toàn và mở, đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Nga chỉ nhắm vào các thiết bị quân sự, chứ không nhắm vào dân thường. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ra thông cáo cho biết, chính phủ Ukraine vẫn kiểm soát thủ đô Kiev. Trên mặt trận bao vây thành phố Kharkov, sau khi vượt qua lực lượng phòng ngự, quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kharkov. Xung đột cũng diễn ra ở các thành phố Odessa, Kherson và Zaporozhye. Theo tin tức mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã hoàn toàn phong tỏa hai thành phố Kherson và Berdyansk, đồng thời kiểm soát các sân bay Knychevsk và Cherobayovka. Trong bối cảnh căng thẳng trên thực địa, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine có thể được nối lại vào ngày hôm nay tại một địa điểm trên biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông Putin nhấn mạnh rằng vụ việc chỉ có thể được dàn xếp một khi các mối quan ngại an ninh của Nga được giải quyết, cũng như Nga hoàn thành cam kết phi quân sự hóa Ukraine và Ukraine duy trì vị thế trung lập. Tổng thống Putin cũng nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và bày tỏ hy vọng đạt được kết quả như mong muốn. Về phần mình, Tổng thống Macron bày tỏ hy vọng Moscow và Kiev có thể giải quyết cuộc xung đột càng sớm càng tốt thông qua đối thoại và đàm phán.